Thưa quý vị và các bạn, sáng nay trong không khí toàn Đảng, toàn quân, toàn dân kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 53 năm ngày Bác Hồ đi xa. Với đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, đoàn đại biểu, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh dẫn đầu đã về khu di tích Kim Liên dâng hoa dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Cùng đi trong đoàn có đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ. Cách đây 77 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1900, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập, tự do, hạnh phúc đã trở thành nguồn động lực, sức mạnh vô cùng to lớn, thúc đẩy nhân dân Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách. 77 năm qua là cả một quá trình phấn đấu, hy sinh đầy gian khổ, không tiếc của cải và cả xương máu của dân tộc, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc để bảo vệ và xây dựng nên Tổ quốc Việt Nam lớn mạnh hơn gấp nhiều lần và trở thành một quốc gia có uy tín trên trường quốc tế như ngày hôm nay. Trong ngày tháng lịch sử này, dâng lãng hoa tươi thắm và nén hương thơm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nhớ về Bác, càng biết ơn, kính trọng và tự hào về Bác. Các đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An quyết tâm thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, góp phần cùng với cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.